Những lưu ý bảo vệ Zippo mà dân chơi bật lửa nên biết. Zippo là thương hiệu bật lửa hàng đầu được nhiều người yêu thích và tin dùng. Đối với dân sành bật lửa mà nói, việc chăm sóc người bạn đời này là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, với những tân binh thì đây lại là một điều xa lạ. Cùng Ambe tìm hiểu những lưu ý bảo vệ Zippo mà một dân tập tành chơi Zip nên biết nhé. 1. Không nên để tem đỏ dán nguyên trên Zippo. Nếu bạn chưa biết thì trên mỗi chiếc Zippo chính hãng Mỹ đều có một tem đỏ dán. Nó được dán đằng sau lưng của Zippo, chôn nối liền phần nắp và thân dưới của vỏ. Nếu không dùng đến, khi để Zippo khoảng vài năm thì những con tem này sẽ dính chặt vào thân vỏ Zippo, đặc biệt là những bật lửa làm từ đồng thau hoặc được đánh sọc nhám. Điều này làm cho bề mặt của Zippo dễ bị chảy xước và mất tính thẩm mỹ. Do đó, khi mua Zippo có tem đỏ, bạn nên bóc chúng ra càng sớm càng tốt. Còn nếu bạn muốn giữ tem đó thì có thể dán vào hộp hay phiếu bảo hành. Như vậy vừa bảo vệ Zippo mà vừa đảm bảo độ mới cho em nó. 2. Đánh bóng vỏ bật lửa Zippo đồng. Trên thực tế, việc đánh bóng vỏ bật lửa Zippo đồng hay không phụ thuộc vào sở thích của mỗi người chơi. Có những dân sưu tầm bật lửa lại thích màu đồng cổ, màu đồng bị oxy hóa. Trái ngược, nhiều người ưa sự mới mẻ, họ thích chiếc Zip đồng của mình luôn sáng mới. Do đó họ luôn phải đánh bóng mỗi khi bị xỉn màu. Điều này đòi hỏi tốn một khoản chi phí thường xuyên và gần như định kỳ cho việc này. 3. Lấy đá lửa ra khỏi bật lửa Zippo. Nhiều người sưu tầm Zippo chỉ với mục đích là ngắm và trưng bày hơn là sử dụng. Trong đó, dân chơi chuyên nghiệp thường lấy đá lửa ra khỏi chiếc Zippo trong bộ sưu tập của mình. Vì đá lửa có tính hút ẩm trong không khí khá cao, sau một thời gian dài khoảng chục năm, nó thậm chí có thể phình to và gây nên rạn nứt, vỡ ống tuyết. Do đó, cất giữ đá lửa trong phần bụng đối với những Zippo dùng để trưng bày là một cách thức được thương hiệu này khuyến khích sử dụng. Đó là những lưu ý bảo vệ Zippo mà bạn nên biết khi sưu tầm bật lửa đó. Mong rằng nó hữu ích và giúp bạn gìn giữ được bộ sưu tập của mình. Và nếu bạn quan tâm đến bật lửa Zippo chính hãng thì có thể tới Ambe hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn tận tình nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!